đi nhá, các siêu nhân trực tuyến nhá. Bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số các tham số. Mấy dạng bài hay gặp này. Tìm m để giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm số bằng một số a này, hoặc lớn hơn số a hoặc nhỏ hơn số a này. Hoặc là tìm m để giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Cái này hay có trong cái phân loại cao. Về phương pháp chung này, chúng ta mô tả giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số nếu được. Thì những bài kiểu như thế này nó thuộc loại dễ nhất trong cái chùm bài tập này. Sau đó mô tả xong thì chúng ta cho nó thỏa mãn yêu cầu. Thỏa mãn yêu cầu ở đây. Còn nếu chưa mô tả được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất thì chúng ta có thể xét các trường hợp. Xét các trường hợp. Ngoài ra chúng ta có thể đánh giá bằng bất đẳng thức. Đánh giá bằng bất đẳng thức. Cái này tí vào bài cụ thể thì sẽ mô tả dễ hình dung. Nói này nó hơi chìm tượng đi. Chúng ta vào bài cụ thể nhé. Tìm m để giá trị nhỏ nhất. Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng 2x3 trừ 3x bình phương cộng m trên đoạn 0,5 bằng 5. Tìm m giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 0,5 bằng 5. Thì bài này là thuộc loại dễ nhất của đất trong chùm bài tập phức tạp này. Giá trị nhỏ nhất của hàm này trên đoạn 0,5 bằng số 5. Hiểu tiếng Việt không? Thế thì chúng ta đi làm bình thường, chúng ta đi tìm giá trị nhỏ nhất của thằng này trên đoạn 0,5. Tìm ra thì thường nó sẽ còn chứa cái chữ m. Ví dụ là mấy m cộng bao nhiêu đấy, thì chúng ta cho mấy m cộng bao nhiêu đấy nó bằng cái số 5 là sẽ chén được m. Hiểu tư duy không ạ? Thử nhá. Y phải này bằng 6x bình phương trừ 6x. Y phải bằng 0 xz trên khoảng 0,5. Thì chúng ta tìm được x thì bằng tìm x bằng 1. Đây vẫn là đang min max trên đoạn nên chúng ta thực hiện bình thường thôi. Tính y tại 0 này, tính y tại 5 này là các điểm đầu bút này, tính y tại 1 này, y tại 0 bằng m, y tại 5 bằng m ở một thời máy. M cộng này 175, y tại 1 là m trừ 1. Thế thì soi vào ba giá trị này, chúng ta thấy m giống nhau, thằng này dương, như vậy thằng này sẽ là to nhất. Thằng này là cộng với 0, thằng này trừ đi 1, như vậy thằng này sẽ là bé nhất. Như vậy đây là loại mô tả được giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của nó. Vậy giá trị nhỏ nhất min của y trên đoạn 0,5 bằng m trừ 1. Như vậy động tác mô tả giá trị nhỏ nhất là chúng ta làm được rồi. Sau khi thực hiện xong động tác này, chúng ta cho giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất vừa tìm được nó thỏa mãn yêu cầu. Ở đây yêu cầu là giá trị nhỏ nhất bằng 5. Vậy thì chúng ta cho cái này nó bằng 5 là xong. Cho m trừ 1 bằng 5. Chúng ta sẽ tìm được m bằng 6. Đây là đáp số. Hiểu kỹ thuật không nhỉ? Sáu hay bốn? Sáu chứ đúng không?
Hai bạn trực tuyến có hiểu không? Chí Dương, Huyền Huyền, ok chứ? Ok, để con đỡ nhá. Rồi, AB là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng x cộng m bình phương cộng m trên x trừ 1 trên đoạn 23. Tìm m để a cộng b bằng 13/2. Tìm m sao cho a cộng b bằng 13/2. Cái này nếu chưa đụng đến lần nào chúng ta đi thi là cũng hơi cóng đấy, bởi vì nó cứ dính mờ mờ hoặc là chúng ta khiếp, chúng ta sợ. Nhưng bài này cũng dễ. Giá đảo hàng trước này. Cứ phải đảo hàng. Y phải bằng, đây là hàm bậc 1 trên bậc 1. Y phải là trừ 1 trừ m bình trừ m trên x trừ 1 tất cả bình phương. Thằng này có đặc điểm gì? Tử số luôn âm, y phải luôn âm, trừ m bình trừ m trừ 1. Viết lại cho dễ nhìn nhá, đặt trừ ra ngoài. Này luôn âm. Như vậy chúng ta sẽ tính y tại 2, tính y tại 3. Y tại 2 sẽ là max hay là min? Y tại 2 là max, y tại 3 là min. Hàm này là hàm nghịch biến, thì y phải âm, như vậy nó lao xuống. Và y tại 2 là max, y tại 3 là min. Vậy chúng ta lấy y tại 3, tính y tại 2, rồi cộng lại nó bằng 13/2. Để chúng ta làm mờ mấy. Một với trừ hai, đúng rồi đấy. Đây sẽ là lớn nhất là A, đây bé nhất là B. Giải phương trình này mở máy nhé, này A đọc 1 chúng ta lấy bài số 3.
Tìm m là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn trừ 2 đến 0 bằng 6. Phải đạo hàm rồi đúng không? Phải đạo hàm rồi, chúng ta mô tả cái lớn nhất của nó đây. Y phẩy đẹp đúng không? 3x bình phương này cộng 6mx này nghiệm mấy? Y phẩy nghiệm mấy? Nghiệm là 1 à? Hay trừ 1? Trừ 1. X bằng trừ 1, x bằng trừ c trên a là 1 trừ 2m. Giá trị lớn nhất trên đoạn bằng 6. Như vậy ở đây nó sẽ có mấy khả năng? Thằng trừ 1 này thì chắc chắn thuộc trừ 2 đến 0 rồi. Trừ 1 chắc chắn nó nằm ở đây rồi. Vậy thì chúng ta sẽ phải tính y tại trừ 1 này, y tại trừ 2, y tại 0. Và ngoài ra còn xem cái 1 trừ 2m này nằm vào đâu nữa. Nếu nó ra khỏi cái ô này thì không phải tính y tại đấy. Còn nó chui vào ô này thì chúng ta phải tính y tại đấy. Hiểu chưa nhỉ? Bây giờ xem các y kia trước nha. Y tại trừ 2 trước này, y tại 0 này, y tại trừ 1 này. Bấm vào đây nào. Y tại 0 bằng 1 tính trước này, dễ nhất đấy. Y tại trừ 1 này, trừ 1, trừ 1 chỗ này là 3m này, 3m và trừ 6m còn trừ 3m này. Đấy là tại trừ 1 nha. Trừ 1 chỗ này nó sẽ là dương 3 trừ đi 1 cộng 2 này. Tính cho thầy y tại trừ 2 nữa nè. Ôi đẹp nhỉ. Trừ 2, y tại trừ 2 đâu mấy? 12 y tại trừ 2 bằng trừ 2 à? Ở đây người ta bảo là giá trị lớn nhất bằng 6. Như vậy giá trị lớn nhất chắc chắn nó sẽ không đạt được tại đây rồi. Bởi vì cái này nó mới bằng trừ 2. Bén 6. Như vậy có chăng nó chỉ còn hai khả năng. Một là lớn nhất đạt được tại chỗ này. Hai là lớn nhất đạt được tại chỗ này. Đúng nhỉ? Chập 1 nha, chập 1.
y tạ trừ 1 bằng 6. Từ đây chúng ta tìm ra cụ thể m, sau đó chúng ta thử lại. Tìm m được thử lại, không giải điều kiện chặt. M này bằng trừ 4 phần 3. Trừ 4 phần 3 thì khi đó thay vào đây chúng ta thấy là x này nó sẽ dương. Như vậy số này ra khỏi ô trừ 2 đến 0 và cái m này sẽ được. Vì đó này y phải bằng 0 nhé, x bằng trừ 1, x bằng 1 trừ 2m, 1 cộng với 8 phần 3, cái này lớn hơn 0. Như vậy m bằng trừ 4 phần 3 này các bạn. Cái này sẽ bị loại này. Trừ 4 phần 3 các bạn. Trường số 2. Trường số 2 ta cho y tại 1 trừ 2m bằng 6. Và tí ta thử lại sau. Bởi vì cái khả năng đạt giá trị lớn nhất nó chỉ còn tại tại cái số số trừ 1 hoặc số 1 trừ 2m thôi. Còn hai số này không thể xảy ra. Bà thay vào và tính ở đây nè, xem m bao nhiêu. Y tại 1 trừ 2m bằng 6. Một trừ 2m bằng 6 nhé. Như vậy chúng ta sẽ có này, 1 trừ 2m bằng 3 này, cộng 3m nhân 1 trừ 2m bình phương, cộng 3 nhân 2m trừ 1 nhân với 1 trừ 2m bằng 6. Phương trình này bung ra nó sẽ thành phương trình bậc 3. Để thầy soi đáp số cho chúng ta nhanh nhé. Trong này nó không thể hiện hết. Thôi các ông phải giải thôi. Giải cho mình nhanh nhất nhỉ. Nhóm 1 trừ 2m bình phương nhé. Máy ở đây nè. Cái này là đang xét cái 1 trừ 2m nó nằm ở ô trừ 2 đến trừ 2 đến 0 đấy. Bấm máy là mờ mấy? Câu soi này thì như tôi làm nhầm thì khốn khổ nha.
máy ra chưa? Chậm quá nhỉ. Bao mấy? 2,36 à? Một giá trị à? Đấy, chỉ 13 thôi, bấm giải trừ. Hai phẩy ba sáu, bây giờ chúng ta mang cái này chúng ta thay vào đây thì thấy nó x lúc đấy nó sẽ xuất chỉnh bao nhiêu, bấm vào đây nào, 1 - 2 nhân m, bấm vào đây, 1 - 2 × 2,36 âm 3,72, cái này nó ra khỏi cái khoảng -2, 0. Vậy trường hợp này loại. Loại. Hết rồi, chỉ có 2 trường hợp. Nghe lại chỗ này chút nhé. Sau khi tính y phẩy, la nghiệm là -1 và 1 - 2m. Tính y tại -2 bén 6, y tại 0 bén 6. Như vậy giá trị lớn nhất bằng 6 chỉ còn 2 khả năng. Khả năng thứ nhất là giá trị lớn nhất đạt được tại -1. Thì chúng ta thử vào, lấy m trừ 4/3 nó thỏa mãn. Khả năng số 2, giá trị lớn nhất đạt được tại 1 - 2m. Thì cái 1 - 2m này nó phải nằm trong cái ô, cái ô -2 - 2. Bởi vì giá trị này chúng ta đang xét trên cái đoạn -2 - 2 mà, -2 - 0. Thì muốn nó đạt giá trị lớn nhất tại đây thì cái phần tử này nó phải chui vào khoảng -2 - 0. Và ta cho cái việc đấy nó xảy ra, tức là nó đạt lớn nhất tại 1 - 2m. Thì thấy m nó bằng khoảng 2,36. Thì thay ngược trở lại 2,36 vào đây thì x nó bằng -3,72. Nó lại không thỏa mãn cái ô này. Như vậy cái trường hợp lớn nhất đạt được tại cái này là không xảy ra. Hiểu kỹ thuật không? Hơi trừu tượng đi hả? Nghe lại lần nữa nhá, ai không hiểu thì next game. Là cắt đoạn này nha, đoạn 1 là đến đây này. Tính nghiệm của y phẩy này, bước này là ai làm được này, đúng nhỉ? Và xét lớn nhất nhỏ nhất trên đoạn -2 - 0. Như vậy chúng ta phải tính giá trị tại đầu mút này, -2 này. Tính giá trị tại 0 này. Tính giá trị tại các x làm cho y phẩy bằng 0 thì ở đây có -1 này. Còn cái chỗ này thì đang phân vân. Nếu nó chui vào đây thì chúng ta tính tại đấy. Còn nó không chui vào đây thì chúng ta không thể tính được này. Khi tính tại -2 thì nó bé hơn 6. Khi tính tại 0 nó bé hơn 6. Như vậy giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm này chỉ còn 2 khả năng. Một là đạt được tại -1. Trường hợp này nếu đạt được tại -1 thì chúng ta cho nó bằng 6. Và thấy m bằng -4/3. M bằng -4/3 thì chúng ta kiểm chứng với cái nghiệm này. -4/3 thay vào đây thì x nó là một số 1 + 8/3. Cái này nó là 11/3. Số này nó ra khỏi ô này. Vậy nó đạt lớn nhất tại -1 là đúng. Tại -2 này. Tại 0 này. -2 nó là -2 này. Tại 0 nó là 1 này. Tại -1. Tại -1 trong trường hợp này nó là 6 này. Và thấy cái số x còn lại này là 1 - 2m nó bằng 11/3, nó ra ngoài này. Đây cái x còn lại này. Thì trường hợp này là thỏa mãn, m trừ 4/3 là thỏa mãn. Trường hợp 2 nếu như 1 - 2m nó chui vào trong này. -1 nó vẫn ở đây, 1 - 2m nó chui vào trong này. Và lớn nhất của nó đạt được tại cái số này. Lớn nhất đạt được tại số này thì chúng ta cho giá trị tại số này nó bằng 6. Cho giá trị tại số đấy nó 1 - 2m nó bằng 6 và tìm nó ra được m bằng 2,36. M bằng 2,36 thì kiểm lại thấy
1 trừ đi 2 nhân 2,36 nó bằng âm 3,72. Lúc đấy x nó lại bắn ra chỗ này. Vậy cái trường hợp này nó không xảy ra. Trường y tại 1 trừ 2 m 6 này không xảy ra. Như vậy chỉ có một trường hợp này lấy được. Đây game nhá, sang bài số 4. Tìm m này, hàm số này có giá trị lớn nhất trên đoạn 1 2 bằng 2. Câu này nó có trị tuyệt đối và chúng ta phải xử lý cái luật của nó. Xét luật này. Thầy ký hiệu fx thành cái luật của nó nha. X bình phương cộng mx cộng m. Các bạn tính thầy f phải nè. X bình cộng 2x trừ mx trừ m tất cả trên x cộng 1 trên bình. Để nhá. Vinh nào nào, Vinh nào nào. X bình. X bình cộng 2x trừ mx trừ m tất cả trên x cộng 1 trên bình. Có vẻ khét. Anh đâu rồi, chết rồi, chết. Không tin được bạn này đâu. Đáp án này, từ phải này. Nhân mẫu này. Trừ mẫu phải. Hết M đúng không? Ừ. Nghe theo ông Vịnh thì nguy hiểm. Bằng 2x bình phương chứ x bình phương là x bình phương nhỉ? Mx thì M hết đúng không? Đẹp, đạo hàng đẹp. Y phải bằng 0. X xét trên quả 1, 2. Không có X. Không có X thỏa mãn trên quả 1, 2. Như vậy chúng ta tính tại các cái đầu bút của nó thôi. F tại 1. F tại 1 sẽ bằng 2M cộng 1 phần 2. F tại 2 bằng 3M cộng 4 phần 3. F tại 1 bằng F tại 2 bằng. Vậy thì giá trị lớn nhất của Y nó là cái gì? F1 đây, F2 đây. Vậy giá trị lớn nhất của Y nó là cái gì? Như vậy cái F nó sẽ chạy từ cái bé nhất đến cái lớn nhất trong này. Chạy từ bé nhất đến lớn nhất trong này. Vậy thì trị tuyệt đối của F, trị tuyệt đối của F nó sẽ to nhất là cái nào? Nó còn tùy xem cái này âm, cái này âm, cái này dương, cái này âm, cái này dương, cái nào to hơn nữa. Đúng không?
F tại 1 thí dụ nó nằm đây, F tại 2 thí dụ nó nằm đây, thì khi móc trị tuyệt đối lên nó sẽ là cái này. Còn nếu F tại 1 nó nằm đây, F tại 2 nó xuống đây, thì móc trị tuyệt đối lên nó sẽ là cái này. Đúng không? Như vậy trong mọi trường hợp, giá trị lớn nhất của cái này nó sẽ là giá trị lớn nhất trong hai cái trị tuyệt đối này. Vì khi móc trị tuyệt đối thì nó sẽ thành trị tuyệt đối mà. Thì lấy trị tuyệt đối của F thì thằng này âm thì nó sẽ vút lên trên. Nếu cả hai thằng cùng âm thì hai thằng đều vút lên trên. Và lúc đấy thì cái to nhất nó sẽ là cái to nhất trong hai cái trị tuyệt đối này. Cái trị tuyệt đối là to hơn sẽ là max. Đúng không? Như vậy, giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối F sẽ là max của hai cái trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối 2m cộng 1 phần 2 hoặc 3m cộng 4 phần 3 hoặc trị đối 3m cộng 4 phần 3. Trong hai cái trị tuyệt đối này, cái trị tuyệt đối nào to hơn sẽ là max. Đã biết cái nào to chưa? Chưa biết được, tùy thuộc vào dấu của nó. Thế đến đây chúng ta chia trường hợp. Trường hợp 1, cái này to hơn. Thì ta cho này bằng 2 rồi thử lại. Xét biết dấu của m. Chỗ này là m cộng 1 phần 2. Cái này là m cộng 4 phần 3. Số này to hơn số này, nhưng chưa biết nó dương hay nó âm. Số này to hơn số này, đúng rồi. Vậy thì mình xét m lớn không mà nhỏ không? Cái cơ sở nào để xét m lớn không mà nhỏ không? Thế nha, trong hai số này này, số dưới này to hơn số trên rồi, nhưng mà không biết là nó to hơn, nó to hơn ở cùng dương hay là một thằng to hơn lại to hơn theo kiểu cùng âm. Nó cũng có thể nó lại to hơn theo kiểu một thằng dương một thằng âm, hiểu không? To hơn hai thằng cùng dương này thì ok, mắc là thằng trên. To hơn hai thằng cùng âm thì mắc nó lại là trị tuyệt đối của thằng âm này. To hơn theo kiểu này, một thằng dương một thằng âm, thì mắc của nó khi lấy vút lên thì lúc đấy lại phải so sánh hai thằng này với nhau. Ok nhỉ? Chưa khẳng định được cái nào ấy đâu là mắc nào. Thì đến đây chúng ta xét trường hợp thôi. Trường hợp 1, mắc là số này, thì ta cho nó bằng 2. Bằng 2 ta tìm là m, thì là m được thay vào đây, chúng ta soi cho đúng mắc là cái này hay không. Hiểu kỹ thuật không? Thử nhá, trường hợp 1. Trường hợp 1. Mắc y trên đoạn 1, 2 bằng trị đối 2m cộng 1 phần 2. Khi đó trị đối 2m cộng 1 phần 2 cho nó bằng 2 này, tương đương với m bằng 3 phần 2 hoặc m bằng trừ 5 phần 2. Với m bằng 3 phần 2 thì trị tuyệt đối này là bằng 2 này. Còn xem trị tuyệt đối này bằng bao nhiêu. Bấm vào thầy máy nữa. Cái này là mắc là không đúng rồi, đúng không? Cái này bé hơn, nhưng mà trường này bị loại. Bao nhiêu? 17 phần 6. 17 phần
6 phân loại đúng không? Thì thằng này to hơn 2, hay lớn hơn 2, như vậy trường hợp này mình loại. Yep. M bằng trừ 5 phần 2 thì trị tuyệt đối 2M cộng 1 phần 2 nó vẫn là 2 rồi. Còn trị tuyệt đối 3M cộng 4 phần 3 đó, mọi người cái này mấy nào? Trị tuyệt đối 3M cộng 4 phần 3 trị tuyệt đối 7 phần 6 à? Bấm lại nha, bấm lại, bấm sai rồi, quạch đấy. 7 phần 6 đúng không? Đúng không? Như vậy cái này bé hơn 2, vậy trường này thỏa mãn này. Xong trường 1, trường 2. Trường 2. Mắc y bằng trị đối 3M cộng 4 phần 3. Cái này chúng ta cho bằng 2. M bằng 2 phần 3 hoặc M bằng trừ 10 phần 3. Thử lại nhá. Với M bằng 2 phần 3 thì trị tuyệt đối của cái sau này 3M cộng 4 phần 3 thì bằng 2 rồi này. 2M cộng 1 phần 2. Chúng ta bấm vào đây cái này bao nhiêu? Chỉ được 2M cộng 1 phần 2, với M là 2 phần 3. Bao nhiêu? 7 phần 6 á. Vậy cái này là mắc là đúng rồi. Thỏa mãn này. Với M trừ 10 phần 3 trị đối 3M cộng 4 phần 3 thì vẫn là 2. Xem 2M cộng 1 phần 2 bằng bao nhiêu. Quả sọ phết hả nhỉ. Mười bảy phần sáu á. Này to hơn cái này. Loại. Như vậy đáp số M trừ 5 phần 2 hoặc M bằng 2 phần 3. Hai số này là thỏa mãn. Ở trận đấu vậy nhá. Buổi sau tôi nói tiếp về phần này. Phần này cũng hơi căng. Xin chào, hẹn lại gặp lại các siêu nhân nhá.